Làm việc lâu ngày mà nếu như không được nghỉ ngơi đúng cách đó thì sẽ khiến cho máu huyết nó kém lưu thông và dẫn đến tình trạng là đầu óc chúng ta bị trì trệ, mệt mỏi vô cớ. Tình trạng này nó sẽ thường gặp nhất là ở dân văn phòng, chúng ta ngồi làm việc nhiều nè, hay là những người chúng ta thường xuyên đi công tác xa, di chuyển nhiều nơi. Và những cái nơi mà chúng ta đau nhất á chính là cổ nè, rồi vai gáy, lưng, rồi bắp tay, bắp chân, nói chung là rất nhiều nơi. Mà chúng ta muốn tự massage cho mình thì cũng khá là khó. Và dạo gần đây, Hân đã trải nghiệm chiếc ghế massage Airby Sport mà sản phẩm là MK278. Và Hân thực sự ấn tượng với chiếc ghế này. Cho nên Hân sẽ chia sẻ một chút cho những ai có nhu cầu nhé. Và hãy đón xem video ngày hôm nay. Đây là mẫu ghế massage toàn thân. Tức là khi ngồi vào, mình sẽ được xoa bóp từ đầu xuống đến tận chân. Nhờ sự kết hợp giữa túi khí và các con lăn 4D ở phía sau bao phủ lấy các bộ phận đó là một lớp da PU cao cấp, có khả năng chống mồ hôi, chống nước tốt. Sờ lên có cảm giác mềm mại và rất thoải mái khi tiếp xúc trực tiếp với da mình. Phần da này có màu đen khá là đẹp và sạch sẽ. Có điều là nhà ai mà nuôi chó mèo á thì cũng nên cẩn thận một tí xíu, chứ không mua về chưa bao lâu là đã banh chành rồi. Mà nhìn vậy thôi chứ vệ sinh không khó đâu. Mặt trên thì dính mồ hôi, các bạn có thể dùng khăn mềm vắt khô với nước lâu rồi để cho nó khô thoáng. Còn nếu muốn dọn bên trong thì ghế có khóa kéo, lật lên dọn dẹp rất là dễ. Có điều á là phần bàn chân và chỗ đặt tay không thể tháo rời, cho nên là mọi người lưu ý nha. Máy có màu sắc trung tính khá là đẹp, cho nên là theo Hưng có thể đặt ở bất kỳ phòng nào, phòng khách nè hoặc là phòng làm việc. Như vậy không chỉ tiện mà còn làm đẹp cho không gian phòng của bạn. Đã thế, hai bên máy còn có đèn đổi màu. Giả sử ra tối á, mình tắt đèn xong mình bật nhạc chiêu chiêu một tí rồi nằm thư giãn xem phim, nghe nhạc thì khá là phê đó. Về tổng thể thì mẫu ghế này không tính là quá to. Bề ngang khi mà ngả người ra hết cỡ vào khoảng gần 1m9, 2m. Và mình có thể đặt cách tường tối thiểu khoảng 30cm. Cho nên nếu đẩy sát vào góc như vậy thì Hưng thấy là không tốn quá nhiều diện tích. Phòng khách chừng 15-20m2, đặt vô tư. Phần chân ghế còn có thể gấp gọn như thế này. Mặc dù là có bánh xe nhưng mà nó vẫn khá là nặng, cho nên là nếu chúng ta muốn di chuyển á, thì hơi khó khăn tí xíu. Phần đế màu đen bên dưới này chính là bo mạch chủ cùng động cơ chính của ghế. Và khi đã chọn được địa điểm đẹp, thoáng mát, đặt ghế rồi mình sẽ cắm dây nguồn và bật công tắc lên sử dụng thôi. Ok, trước khi đi vào chi tiết khả năng massage của chiếc ghế này như thế nào, chúng ta phải tìm hiểu cái cơ chế hoạt động của nó. Và các bạn thấy nha, hai bên đây chính là hệ thống túi khí. Hệ thống túi khí này sẽ nằm ở phần vai, phần đặt cánh tay, hông và cuối cùng là hai bên bắp chân. Mỗi lúc ghế hoạt động thì các túi khí này sẽ liên tục phồng lên và xẹp xuống, cho mình cảm giác giống như là có bàn tay của ai đó đang nhẹ nhàng xoa bóp toàn bộ cơ thể mình. Khi kết hợp với các chế độ massage khác nhau thì nó sẽ cải thiện quá trình lưu thông máu, tốt cho tim mạch của mình và giảm đi sự nhức mỏi của các cơ. Đồng thời các con lăn 4D ở phía sau còn mô phỏng động tác của bàn tay người, nó sẽ xoay nè và nhấn đúng các huyệt đạo ở vùng vai, vùng hông, vùng lưng và vùng mông. Những con lăn này phải di chuyển theo một hệ thống đường ray siêu dài cho phép nó chuyển động linh hoạt từ cổ xuống tận mông. Nhờ vậy mà vùng massage được mở rộng hơn, tạo cảm giác dễ chịu, thoải mái mà không bỏ sót bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể. MK278 sử dụng trục ghế massage SL. Đây là công nghệ tiên tiến nhất và là sự nâng cấp hoàn hảo từ trục S và trục L. Nó sẽ bám sát dáng người theo đường cong cuộc sống để nâng đỡ, bảo vệ, thư giãn và kéo giãn cuộc sống khi sử dụng. Đặc biệt là chế độ massage không trọng lực, máy sẽ ngả ra 180 độ cho mình cảm giác như đang nằm ngửa, nhằm giảm thiểu áp lực và trọng lực lên bộ phận cột sống, đồng thời tạo điều kiện cho các con lăn hoạt động hiệu quả để mang lại tác dụng giảm đau dường như ngay lập tức và sẽ góp phần cải thiện quá trình lưu thông máu. Đối với những ai làm văn phòng thì massage rung mông sẽ làm mình thoải mái hẳn ra. Hơn đã thử và mê luôn. Và thậm chí bên dưới chỗ đặt lòng bàn chân cũng có các con lăn hoạt động liên tục. Hơn thấy nó rất hữu ích với những ai hay mang giày cao gót, người lớn tuổi bị viêm khớp, phụ nữ mang thai và những người thường xuyên phải đứng làm việc trong thời gian dài. Chỗ để chân cũng có thể kéo dài ra bằng cách chúng ta đẩy mạnh,
Phù hợp với những ai có chiều cao trung bình khoảng 1m55 trở lên, có thể sử dụng thoải mái, không lo bị gò bó hay là khó chịu. Có điều nếu cảm thấy chơi vơi, không quen khi dùng chế độ không trọng lực và muốn nâng lưng ghế lên thì mình chỉ cần bấm vào nút ở ngay trên bảng điều khiển cảm ứng. Mặc dù bảng điều khiển này hoàn toàn bằng tiếng Anh, nhưng mình có thể dựa vào hình vẽ nho nhỏ để hiểu ý nghĩa từng nút. Từ trên xuống và phải qua sẽ là nâng lưng ghế, hạ lưng ghế, làm nóng phần hông bằng nhiệt hồng ngoại, điều chỉnh con lăn dưới bàn chân, nút OK, 4 nút trái, phải, lên xuống để điều chỉnh trong menu. Nút menu, chế độ không trọng lực, chế độ tự động, chỉnh thời gian sử dụng máy và nút tạm dừng hoặc tiếp tục chương trình. Máy có 6 chế độ massage tự động gồm tự chuyển đổi co duỗi thắt lưng trong lúc massage, phục hồi mệt mỏi, giảm đau, chế độ ngủ, thư giãn gân và các cơ, thư giãn cổ và vai. Mỗi chế độ sẽ thực hiện lần lượt các kỹ thuật massage như nhào, miết, xoa bóp, làm nóng, bấm huyệt shiatsu và mình có thể theo dõi từng chuyển động của con lăn trên màn hình LCD được đặt bên tay phải. Chúng ta có thể điều chỉnh bảng điều khiển có thể lên cao hoặc xuống thấp, xoay trái, xoay phải tùy ý để vừa nằm thư giãn, vừa có thể thay đổi các chế độ massage phù hợp với nhu cầu. Ngoài mấy chế độ tự động ra thì mình còn có thể điều chỉnh các túi khí hoặc là độ rộng vùng massage của con lăn và nhiều lựa chọn khác nữa. Điểm mà Hưng ưng ý nhất là chiếc ghế massage này nó có Bluetooth. Thành ra mình có thể muốn chill thì chỉ cần kết nối bảng điều khiển với điện thoại hay là máy tính bảng, bật vài bản nhạc du dương rồi cứ thế mà tận hưởng thôi. Loa của ghế được đặt ở hai bên đầu, khá là sát tai, cho nên là mình muốn vừa massage vừa ngủ thì lưu ý là vặn volume vừa nhỏ thôi. Với tần suất công việc dày đặc, đôi khi chúng ta quên bản thân mình, không nghỉ ngơi nè để thư giãn cơ thể. Thì mình thấy rằng là một chiếc ghế massage có ở trong nhà là điều rất là cần thiết. Đặc biệt nếu bạn là dân văn phòng, các chị em hay phải mang giày cao gót cả ngày hoặc là thường xuyên đi công tác, chân cẳng dễ nhức mỏi. À, còn nếu như bạn nào mà chúng ta đang dự tính mua quà cho ba mẹ thì chắc chắn phải cân nhắc rồi. Chiếc ghế này ba Hưng cực kỳ thích luôn, tại vì ngồi lên chỉnh cái là nó massage toàn thân, giảm nhức mỏi. Và túi khí này nè, nó sẽ làm cho toàn thân chúng ta thư giãn. Còn con lăn từ trên xuống dưới và dưới bàn chân á, nó sẽ giúp cho máu huyết lưu thông, cực kỳ thích luôn. Và nếu như các bạn thấy chiếc ghế này và cái clip này xịn sò thì nhớ cho Hưng ekip một like, một subscribe nhé. Và nhớ bấm cái chuông ở trên để các bạn sẽ là những người theo dõi đầu tiên các clip của chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.